Luật 15 quy định khi nào và làm thế nào người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt khỏi vật thể tự nhiên rời và vật cản di rời được. Các vật thể nhân tạo và tự nhiên có thể di rời được này không được xem là một phần của các thử thách khi chơi trên sân và người chơi thường sẽ được phép loại bỏ chúng khi chúng gây ảnh hưởng đến cuộc chơi. Tuy nhiên, người chơi cần phải cẩn thận khi di rời vật thể tự nhiên rời ở gần bóng của họ bên ngoài khu vực gạt bóng, bởi họ có thể sẽ bị phạt nếu việc di rời này làm bóng của họ bị di chuyển. Quả này khó phết nhỉ? Nếu việc loại bỏ vật thể tự nhiên rời của người chơi làm bóng của họ di chuyển, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu. Nếu không biết thì phải ước lượng. Sao đấy? Bóng bị bóng của tôi bị di chuyển khi mà nhấc cái lá. Lúc anh nhấc cái lá là bóng chạy đúng không? Thế thì anh phải đặt lại và chịu phạt một gậy thôi. Tôi có phải đặt lại cái lá lại thì... Không cần, bị phạt rồi thì thôi. Nhưng mà tôi... Anh đặt lại đi. Ôi trời ơi! Bóng em on chưa nhỉ? Bóng em on rồi đấy. Ủa đâu? Ủa? Con đấy phải làm như nào bây giờ? Sao đây? Nó bóng nó nằm đây thì ở đây anh nhấc cái cao cát đây nó lăn xuống dưới. Thế thì anh được đặt lại chỗ cũ đấy. Không sao đâu, không bị phạt đâu. Ôi! Cái cao này là... vật cản nhân tạo gì ra được mà. Luật cho phép giải thoát không phạt khỏi các vật thể nhân tạo thỏa định nghĩa vật cản di rời được. Người chơi có thể loại bỏ vật cản di rời được ở bất kỳ đâu, trong hoặc ngoài sân mà không bị phạt và có thể làm điều đó bằng bất kỳ cách nào. Nếu bóng của người chơi di chuyển khi họ đang loại bỏ vật cản di rời được, không bị phạt và bóng phải được đặt ở vị trí ban đầu, nếu không biết thì phải ước lượng. Khi bóng nằm trong hoặc trên một vật cản di rời được như là một cái khăn, ở bất kỳ đâu trên sân có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách nhấc bóng, loại bỏ vật cản di rời được trừ trên khu vực gạt bóng và thả bóng đó hoặc một bóng khác. Điểm tham chiếu để thực hiện giải thoát là điểm ước lượng nằm ngay bên dưới nơi mà bóng nằm yên bên trong hoặc trên vật cản di rời được. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu. Người chơi có thể loại bỏ vật thể tự nhiên rời ở bất kỳ đâu, trong hoặc ngoài sân mà không bị phạt. Nếu việc loại bỏ vật thể tự nhiên rời của người chơi làm bóng của họ di chuyển, bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu. Nếu không biết thì phải ước lượng. Người chơi sẽ cộng thêm một gậy phạt do hành động làm bóng di chuyển. Nếu bóng của người chơi di chuyển khi họ đang loại bỏ vật cản di rời được, không bị phạt và bóng phải được đặt lại ở vị trí ban đầu. Nếu không biết thì phải ước lượng. Khi bóng nằm trong hoặc trên một vật cản di rời được, người chơi có thể thực hiện giải thoát không phạt bằng cách nhấc bóng, loại bỏ vật cản di rời được, thả bóng. Điểm tham chiếu là điểm ước lượng nằm ngay bên dưới, nơi mà bóng nằm yên bên trong hoặc trên vật cản di rời được. Khu vực giải thoát được tính trong vòng một chiều dài gậy đo từ điểm tham chiếu, không gần hố cờ hơn điểm tham chiếu và phải ở trong cùng khu vực sân với điểm tham chiếu. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về luật gôn, xin vui lòng gửi về cho chương trình theo email luatgon@golfnews.vn. Trải khắp Việt Nam là những quần thể nghỉ dưỡng và giải trí quy mô bậc nhất chỉ có tại Vinpearl. Khơi dậy trọn vẹn mọi giác quan, cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng đỉnh cao, cho cảm xúc bùng nổ tại Vinpearlland. Đến Safari để hòa mình vào thiên nhiên hoang dã, trải nghiệm những cú swing trên sân golf đẳng cấp quốc tế.
không gian hội họp hoàn hảo và những sự kiện đặc sắc. Vinpearl với các quần thể nghỉ dưỡng, giải trí và các khách sạn đẳng cấp đáp ứng mọi nhu cầu. Vinpearl, nơi niềm vui bất tận đón chờ.